Gà ủ muối, gà xông khói là món ăn rất ngon, rất tiện dụng trong hơn một năm qua. Đây là món ăn ngon và đẳng cấp với thịt gà tươi, thơm ngon, màu sắc bắt mắt và hấp dẫn. Gà ủ muối, gà xông khói, rất tiện dụng trong bữa ăn gia đình, dễ kinh doanh tại các mô hình quán ăn, nhà hàng và cả kinh doanh qua mạng. Để sản xuất gà ủ muối, gà xông khói, cần phải có bí quyết riêng mới có thể đạt được chất lượng cao và bảo quản lâu, giá thành thấp. Thầy Y là một chuyên gia ẩm thực Việt Nam, đã nghiên cứu và giảng dạy thành công phương pháp sản xuất gà ủ muối, gà xông khói theo hướng công nghiệp. Chất lượng sản phẩm cao, màu thịt gà đẹp, bắt mắt, chế biến nhanh và giá thành thấp. Chị Mai hiện đang kinh doanh nhà hàng tại Nhật Bản. Chị là học viên cũ của thầy Y. Chị đã tham gia các khóa học online như bánh mì Việt Nam, sốt xào, các món dê, v.v. Và hôm nay, chị đã tiếp tục học bí quyết sản xuất món gà ủ muối, gà xông khói với thầy Y. Hôm nay thầy dạy cho chị Mai từ Nhật Bản, chị học món gà ủ muối xông khói. Phải nói món này rất là nổi tiếng. Hiện nay là rất là hot, không những là Việt Nam mà tại các nước trên thế giới và trong đó có Nhật Bản. Chị Mai cũng là học viên cũ, chị đã học cũng nhiều món, từ món dê, sốt xào. Rồi chị đang kinh doanh rất là tốt tại Nhật Bản. Hôm nay chị muốn mở rộng kinh doanh để chị học thêm cái món gà ủ muối. Thì phải nói là món này là nó rất là khó làm, cần cái bí quyết. Đó, thầy nghiên cứu như rất là nhiều năm để làm ra những cái loại gà này rất là ngon, thơm ngon và cái chi phí thấp, nhân công nó cũng giảm nhiều. Đó thì thầy hướng dẫn theo cái chị học cũng online, nên là hướng dẫn theo cái phương pháp từ xa. Thầy Y đã hướng dẫn chị Mai cách lựa chọn loại gà để ủ muối, cách dùng và định lượng gia vị, phụ gia, cách ướp hương với nhiều loại hương như hương xông khói, hương chanh sả, hương Tây Bắc. Đó, thầy hướng dẫn cái cách làm màu, tức là làm quét màu. Đó, rồi làm sao cho cái da nó đẹp, cũng như là cái cách cân gia vị, hương vị để đưa vào ướp trong cái con gà. Đó, và thầy đóng hút chân không rồi ủ gà. Đó, nó theo một cái thời gian, nó theo cái nhiệt độ, nó đảm bảo là cái con gà nó khi ủ ra nó đạt được cái độ chuẩn xác về cái độ dai, độ giòn. Đó, và cái màu sắc rất là đẹp. Và hương vị nó rất là thơm ngon. Cách truyền dạy của thầy Y theo hướng công nghiệp, giúp sản xuất với số lượng lớn, tạo ra món gà thơm ngon và chất lượng đồng đều. Phương pháp hút chân không, dán nhãn và bảo quản thành phẩm, làm cho món gà đẹp mắt, dễ trưng bày, để kinh doanh và sử dụng được cho nhiều ngày. Đó, thầy hướng dẫn theo hướng công nghiệp, thành ra là làm với số lượng lớn, là làm hàng chục, hàng trăm con. Mình sản xuất ra với những cái máy móc thiết bị rất là đơn giản. Đó, và tiết kiệm rất nhiều về nhân công cũng như là cả cái nguyên liệu, nhiên liệu. Ngoài ra, thầy còn hướng dẫn cách làm những loại nước chấm ngon cho món ăn này như chấm chéo, muối tiêu, muối ớt, tạo nên sự đặc sắc và đa dạng cho món ăn về hương vị. Phương pháp đào tạo của thầy Y đơn giản, khoa học, tạo ra sản phẩm đẹp, gà dai, ngọt thịt tự nhiên và hương vị thơm ngon. Món gà ủ muối, gà xông khói có thể làm và sản xuất với số lượng nhiều, bảo quản trong nhiều ngày, rất thích hợp cho kinh doanh theo các mô hình quán ăn, nhà hàng hoặc kinh doanh qua mạng. Đó, thì món gà này rất tiện dụng, khi mà sử dụng thì mình chỉ việc chặt gà ra thành từng đĩa, có thể bán kinh doanh ở nhà hàng cũng như là phục vụ những cái món ăn gia đình, nó rất tiện dụng. Đó, người ta có thể mua về, thầy hướng dẫn thêm các cái loại muối chấm kèm theo, đó, như chấm chéo, nước sốt chấm chéo cũng như là muối ớt, muối tiêu, đó là nước chấm mình kèm theo. Có thể mình đóng gói ha, đóng gói cùng với con gà để khách có thể chọn lựa để sử dụng. À, thì đó mới đạt được cái đẳng cấp về cái món gà ủ muối. Đây là món ăn có thể triển khai kinh doanh rất tiềm năng, có thể triển khai với quy mô vừa và nhỏ một cách nhanh chóng, có thể đa dạng nhiều loại gà ủ muối với các hương vị khác nhau.